các bạn thân mến, nắm bắt được cái nhu cầu giải trí, nhu cầu về thú nuôi, vật nuôi cưng ở trong nhà, thì anh Cao cũng đã quyết định làm cái clip này. Thì clip này là thể hiện đây là cái bốn cái con đà điểu mình được chuyển cho một khách hàng, là số điện thoại là 0167759026, hoặc là số thứ hai là 0982098633. Thì anh nhận hàng là Trần Văn Đông ở xóm 5, phố Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy là những cái con đà điểu thì nó khoảng, nếu như các bạn chuyển dưới 10 con thì mình sẽ chuyển đi khắp các tỉnh miền Trung, miền Bắc, miền Nam. Và thì các bạn thấy là con đà điểu này nó là con đà điểu giống, thì với cái một cái thùng như này các bạn có thể là đựng được 4 con đấy. Thì hôm nay là một khách hàng về Nghi Xuân, Nghệ An là mình chuyển cho 4 con. Với cái trước ngoại này rồi thì là được 2,5 cân, này được 2,5 cân. Đó, các bạn thấy là khi mà cái nhu cầu nuôi thú cưng, chăn nuôi, thì nếu các bạn lấy 10 con, 20 con, 30 con thì các bạn có thể lên tự lấy, nhưng mà nếu như mà 1, 2 con, vài con, 4, 5 con thì các bạn không bỏ đi, bởi vì các bạn ở tận Nghệ An, các bạn ở tận Thanh Hóa. Thế thì cái clip này mình đăng là hy vọng là các bạn sẽ lấy ít, thì tin tưởng bên mình, sẽ gửi con giống về cho các bạn. Thì với cái khách hàng này thì anh ta là người rất là lịch sự, anh ta hoàn toàn tin tưởng bên chúng tôi mà anh ta đã chuyển khoản trước. Vậy thì bên mình sẽ hỗ trợ cái tiền cước vận chuyển, nếu như các bạn chuyển khoản thì sẽ đỡ được khoảng 300.000, bởi vì cái tiền vận chuyển cũng rất là quan trọng, thì nhà xe họ sẽ lấy. Nếu như mà các bạn chuyển khoản thì bên mình sẽ hỗ trợ. Còn nếu mà các bạn gửi tiền cho nhà xe đi từ quê hương các bạn lên đến bến xe Mỹ Đình, lên bến xe Yên Nghĩa, bến xe Nước Ngầm và bến xe Giáp Bát, thì cho chúng tôi số điện thoại nhà xe, thì chúng tôi sẽ liên hệ với lái xe và chúng tôi giao hàng cho các bạn. Đấy cũng là một hình thức, tại vì chúng ta đều là ở xa nhau, và cái căn cứ là nhà xe thì đi từ dưới quê các hương các bạn thì họ sẽ đứng về phía các bạn. Còn khi các bạn nhà xe nhận kiểm tra hàng như thế này, nhìn hàng như thế này, thì chúng tôi sẽ giao cho nhà xe và chúng tôi sẽ lấy tiền của các bạn qua nhà xe, và tiền cước thì các bạn giả cho nhà xe. Thì điều đấy chúng tôi sẽ khuyến khích hai phương án: một là các bạn tin tưởng tuyệt đối, các bạn chuyển khoản cho chúng tôi. Thì chúng tôi cũng là một đơn vị kinh doanh có mã số thuế. Đây là mã số thuế là 01062574. Nhà chúng tôi là một tập thể ở tại trung tâm nghiên cứu gia cầm Thị Phương ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Chúng tôi chung cổ phần vào đấy, và chúng tôi là làm cái mô hình nhân giống đà điểu, phân phối đi khắp các tỉnh phía Bắc, phía Trung, kể cả các bạn ở Cần Thơ, Cà Mau, hoặc là ấy. Thì nếu như mà những con như này, nếu mà chúng tôi sẽ đóng vào những cái thùng to hơn và cho thức ăn nước uống vào, chúng sẽ di chuyển ở trên đường được khoảng 3 đến 4 ngày. Đấy, về thì các bạn có thể là cho uống nước, cho uống phòng điện giải và một số những cái thuốc, ví dụ như là phòng đi ỉa luôn, bởi vì là chúng nhịn ăn trong vòng 2 ngày thì uống nước, thì nó cũng sẽ có cái phần nào các bạn nên có kinh nghiệm. Khi về thì các bạn thả ở một cái diện tích vừa phải để nó không phải vận động. Chính vì thế nên là các bạn yên tâm là các bạn sẽ mua những cái con giống đà điểu chất lượng. Thì bên mình có gắn số ở cổ đây và có sổ sách để theo dõi, và đặc biệt là những con đà điểu này đã được tiêm vaccine, tiêm thuốc, và các bạn về chỉ có nuôi, không phải phát sinh gì nữa cả. Nếu như mà không có thuốc thì cũng rất là nguy hiểm. Một lần nữa, số điện thoại của các bạn là 01635305982. Các bạn hãy liên hệ sớm, đặt hàng sớm, và tin tưởng của bên trại giống thuộc Ba Vì, Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội, 01635305982.
Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đấy, biết dùng à? Đây. Rồi. Rồi cứ quấn đi vài vòng nữa cho nó chắc. Cần quấn vài vòng nữa. Đi từ 4 giờ sáng từ Thái Nguyên xuống đây bao nhiêu cây? Đây 100 cây. À. Đây thế này. À đấy đúng không? Được chưa? Quấn một lượt ngang này nữa. À. Rồi. Về anh em chị Thái Nguyên ai mua thì lại giới thiệu. Rồi khác. Bỏ là cứ bảo mỗi thằng một hai so hai con nó về chân nó vui. Đấy lão đến đây thực tế nhá, mẹ quá rộng luôn. Đàn nào đàn ấy ra chơi chuyện. Nó sẵn. Đấy, khỏe ngoắn nhá, bắt con đầu đàn chọn bắt chọn thoải mái, không phải gì cả. Con kia không phải cho ở trên đấy.